Thưa quý vị, hơn 2 năm nay, tối nào cũng vậy, lớp học tình thương của cô giáo Đào Thị Dung, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vẫn luôn sáng đèn để những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường đến học tập miễn phí. Từ lớp học này đã có nhiều em được tiếp bước đến trường. Mỗi chiều tối các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, những học sinh này lại vui vẻ đến với lớp học của cô giáo Đào Thị Nhung. Đây cũng là những học sinh vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có nhiều điều kiện để học tập, nhất là tham gia các lớp học thêm. Giờ đây với sự dìu dắt của cô giáo Nhung, các em tham gia lớp học tình thương đã có những sự tiến bộ rõ nét. Em đã học cô Nhung rất lâu rồi. Học cô Nhung thì em đã tiến bộ hơn nhiều. Tiến bộ thêm về toán, tiếng Việt, lịch sử và thì địa lý mà... Và em đã đạt được nhiều điểm 10 trong những môn học đó. Cái hoàn cảnh thì tôi là hộ nghèo, cũng nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ cô Nhung và cho hai cháu tiếp tục học, cháu học hành rất tiến bộ. Tôi không giờ của nhân ấy. Không chỉ dạy học miễn phí, cô Nhung còn hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập để tiếp sức cho các em đến trường. Vào mỗi dịp lễ Tết hay khi có những học sinh đạt thành tích học tập tốt, cô Nhung đều có những phần quà để động viên tinh thần cho các em. Cô Nhung là một chi hội phó phụ nữ cũng như là tổ trưởng dân phố. Thì với tâm huyết của nghề là một giáo viên về hưu thì cô rất là có tâm huyết nên là cô giúp đỡ tạo điều kiện cho các em có những hoàn cảnh hộ nghèo, hộ khó khăn được học để tiếp bước đến trường. Thì cô dạy về miễn phí cho các em. Thì trong những thời gian qua thì cô dạy có những em này đạt vào các trường đại học cũng như là các trường cấp 2, cấp 3. Thì cũng muốn rằng những cái gương điển hình như cô cũng sẽ được nhân rộng. Bản thân tôi thì cũng có nhiều cái là không may mắn. Thế nhưng không phải vì cái không may mắn của bản thân mà mình không còn cái nguồn cảm hứng để mình đi lan tỏa đến cho cộng đồng. Và chính vì vậy mà tôi thấy rằng cần phải tiếp sức cho các em và cần cái lan tỏa cái con chữ, tức là gieo chữ cho các em. Vì tôi nghĩ rằng chỉ có tri thức thì con người mới thay đổi được cuộc sống của mình. Mặc dù bận biểu với công tác xã hội cũng như chăm lo cho gia đình, nhưng cô Nhung luôn sắp xếp để chu toàn mọi việc và duy trì đều đặn lớp học miễn phí này trong suốt hơn 2 năm qua. Học phí không thu bằng tiền, bằng vật chất mà học sinh trả cho cô bằng tình cảm trong trẻo và những tiến bộ hàng ngày trong học tập.